Lê Xuân Tú trong mùa đầu tiên được tin tưởng đá chính trên hàng công đã ghi tới 5 bàn thắng. Phạm Tuấn Hải trở thành từ đội bóng trẻ Hà Nội. Lúc này, anh là nhân tố không thể thay thế ở đội 1. Chỉ mất một mùa để Tuấn Hải vô địch V-League, đồng thời là chân sút nội hay nhất cả giải với 9 pha lập công. Khi xác định trở về câu lạc bộ Hà Nội thì em nghĩ đó cũng một cái khó khăn của em, bởi vì ở câu lạc bộ Hà Nội có rất nhiều các tuyển thủ và cái vị trí của em thì rất là cạnh tranh, rất là quyết liệt, nên là em nghĩ là lúc nào về sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà sau những cái quãng thời gian và tập luyện và cố gắng của bản thân thì em cũng thích nghi được với toàn đội. Anh Lưu Anh Quyết thì các anh ấy đã có một sự kiên trì, cố gắng trong một khoảng thời gian rất là dài. Đến bây giờ anh đã gần giải nghệ rồi, em nghĩ là giờ anh vẫn chơi rất là tốt. Để có được cái sự như vậy thì em nghĩ là các anh phải cố gắng rất là nhiều, và chúng em các cầu thủ trẻ thì phải cố gắng nó theo tập luyện rất tốt. Chúng tôi có nguồn kế cận rất là dồi dào và việc đó giúp cho câu lạc bộ có được rất nhiều các tài năng trẻ. Được khi mà các tài năng trẻ được lên thì được thi đấu với các cầu thủ lớn tuổi và các ngoại binh thì họ sẽ trưởng thành rất là nhanh. Tuấn Hải thì đang là tuyển thủ quốc gia và Hai Long cũng là thành viên của U23 Việt Nam vô địch SEA Games, và Sơn Tú cũng vậy, đều được lên U23 và họ khi mà họ được lên đội 1 thì họ nắm bắt cơ hội rất là tốt, và điều đó giúp cho đội bóng được có được một cái nguồn lực dồi dào để thi đấu suốt một cái quãng đường dài của V-League. Thật ra cái tham vọng của em bỏ mùa giải năm nay là lần đầu tiên cùng câu lạc bộ Hà Nội sẽ ăn cú ăn ba đầu tiên. Các cầu thủ trẻ đang rất là tài năng và họ hoàn toàn có thể san bằng các thành tích của tôi cũng như Quyết đạt được, vì họ còn rất là nhiều cơ hội thi đấu trước mắt, và đó là một cái tín hiệu mừng cho không chỉ cho Hà Nội và cho bóng đá Việt Nam. Dìu dắt và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đó là cách câu lạc bộ Hà Nội đã, đang và sẽ làm để tiếp tục duy trì sức mạnh và bản sắc của câu lạc bộ. Đội bóng thủ đô tin tưởng với cách làm bóng đá căn cơ của mình, những khoảnh khắc như thế này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa trong tương lai.